Hello, chào anh em. Em giao lưu với anh em hai con mài bot ha. Hai mài bot 7 gạch 100 6 số đều tóc ha. Hai con đều có đều tóc hết anh em ha. 7 gạch 100 e ha. Rồi thông số máy ha. Con này điện 100V hàng 7 Nhật ha, công suất là 720W ha. Đều tóc 6 số ha. Từ 0 cho đến 11.000 vòng ha. À, con này cốt 10 đá 100 anh em ha. Máy in BRC công nghệ giặt mani. Đó. Con này nó khác con này một cái là con này nắp nhôm anh em ha. Con này nắp nhựa. Đó, zin 100% hết ha. Con này 7 gạch 100 ET. Con này 7 gạch 100 ơ. Đó. Hai con như nhau ha. Rồi có cái điều đó, con này nắp nhôm. Này 7 gạch 100 ơ, này 7 gạch 100 ET ha. Con nắp nhôm một con nắp nhựa. Rồi test máy ha. Này 11.000 vòng anh em ha, tóc nhanh này ha. Này thích hợp cho anh em nào cắt chứ lại đánh bóng đồ ha. Nó có điều tóc nên là đánh bóng ok ha. Rồi, giá có hai cái chụp bảo vệ luôn nha anh em. Máy có hai chụp bảo vệ luôn ha. Rồi giá là em giao lưu là 800.000 một con em bao ship ha. 800 một con em bao ship anh em ha. Anh em nào muốn lên 22 thì liên hệ em lên 22 luôn á, thêm 200.000 nữa thôi. Rồi chào anh em.